Người đàn ông đeo nhiều vàng nhất Việt Nam. Hình ảnh người đàn ông đeo đầy vàng trên người đi dự đám cưới đang được dân mạng chia sẻ lại trên nhiều diễn đàn. Bức ảnh chụp người đàn ông đứng bên cạnh cô dâu đã thu hút được sự chú ý của cư dân mạng trong ngày hôm nay. Chẳng là trong bức ảnh này, người đàn ông đã tự biến mình thành nhân vật chính khi khoác trên mình rất nhiều vòng nhẫn dây chuyền vàng. Nhiều dân mạng còn bông đùa gọi người đàn ông này là người đàn ông đeo vàng nhiều nhất Việt Nam. Cách đây không lâu, người đàn ông này cũng đã từng gây xôn xao mạng xã hội Việt với hình ảnh đeo đầy vàng khi đi lễ. Tuy nhiên bên cạnh sự thích thú tò mò của dân mạng thì cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng người đàn ông này đang khoe khoang một cách lộ liễu. Thậm chí nhiều ý kiến còn tố người đàn ông này đeo vàng giả. Số lượng vàng tôi đeo trên người không tính bằng cây mà tính bằng cân. Một bộ trang sức đầy đủ khoảng 5 tỷ đồng, vị đại gia cho hay. Chiều ngày 17 tây tháng 3 vừa qua, nhiều khách hàng tại trung tâm thương mại Vincom Hà Nội được phen náo loạn khi bất ngờ xuất hiện một người đàn ông ăn mặc bình thường nhưng lại đeo một số lượng vàng lớn trên người. Người đàn ông này đã khiến những người có mặt tại đây từ ngạc nhiên lạ lẫm hiếu kỳ sang thích thú. Thậm chí không ít người đã lại gần để được chụp ảnh với người đàn ông giác vàng này. Những hình ảnh đã nhanh chóng được đưa lên các diễn đàn nổi tiếng với tốc độ chóng mặt. Đã có hàng nghìn lượt like và bình luận về sự việc lạ lùng đó. Tuy nhiên, tên tuổi và địa chỉ về người đàn ông này vẫn là một bí mật. Lần theo những thông tin có được, cuối cùng ẩn số về vị đại gia này đã được hé lộ. Vị đại gia có sở thích đeo vàng đầy người, tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Tùng, sinh năm 1970, với biệt danh là Tùng Vâu hay Tùng Đồng Cô, trú tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Nói về lý do tại sao lại đeo vàng nhiều như vậy, vị đại gia này cho hay. Tôi quan niệm đeo vàng là để đem lại nhiều sự may mắn, phát tài phát lộc nên hay đeo khi đi ra ngoài, nhất là khi đi lễ chùa tôi thường hay đeo. Hình ảnh các bạn nhìn tại trung tâm thương mại đó là sau khi đi lễ chùa ở một số nơi như Phủ Tây Hồ, Chùa Quán Sứ, tôi có qua trung tâm thương mại để mua sắm và bị chụp hình như vậy. Số lượng vàng tôi đeo trên người không tính bằng cây mà tính bằng cân. Mỗi bộ trang sức gồm dây chuyền, vòng tay, nhẫn khoảng 2kg. Tính cả mặt đá thì giá trị mỗi bộ này khoảng 5 tỷ đồng. Hiện tại tôi không chỉ có một bộ mà có đến 3 bộ và tôi đang đặt làm thêm bộ thứ tư. Chúng to và đẹp hơn các bộ cũ nhiều lần, đại gia này cho biết. Khi được hỏi vì sao vị đại gia này đeo nhiều vàng như vậy nhưng lại không sợ gặp nguy hiểm, anh nói thêm. Tôi đi như vậy thì luôn luôn phải có vệ sĩ đi cùng. Hôm tôi vào trung tâm thương mại mua sắm là cũng có hai vệ sĩ đi cùng. Nói thật, khi mới đeo bộ trang sức này trên người, tôi cũng thấy hơi bất tiện. Nó hơi đau và bị vướng, còn chưa kể đến khi ra đường còn có nhiều người nhìn. Tuy nhiên lâu dần thành quen, không còn bị vướng mà lại có nhiều người xin chụp ảnh cùng mình, tôi cũng thấy vui, vị đại gia này cho hay. Ngoài thú vui thích đeo vàng trên người, vị đại gia này còn sở hữu cho mình ngôi nhà 3 tầng khang trang với nhiều đồ vật có giá trị như đồng hồ cổ, tượng Di Lặc, bộ sập để ngồi có giá trị trên 200 triệu đồng. Theo tìm hiểu, vị đại gia này là con thứ ba trong một gia đình có 4 anh chị em. Trước khi trở thành đại gia như bây giờ, anh cũng từng trải qua những vất vả lận đận. Đến ngoài 30 tuổi, Tùng Đồng Cô mới xây dựng gia đình và phát triển kinh doanh. Chỉ trong vòng chục năm trở lại đây, do làm ăn gặp thời, công việc làm ăn của Tùng Đồng Cô phát triển nhanh chóng. Hiện Tùng Đồng Cô có 2 nhà hàng ăn uống lớn, một nhà hàng ở trên bờ, một nhà hàng du thuyền trên sông, nằm ở khu phố ẩm thực Sầm Uất tại thành phố Tuyên Quang. Sở hữu một hãng taxi mang tên Gia Vũ với hàng chục đầu xe. Ngoài ra, Tùng Đồng Cô còn kinh doanh bất động sản. Hiện tại, anh đang có 15 căn nhà kiểu biệt thự cao tầng ở khắp các địa bàn trong thành phố Tuyên Quang. Người phụ nữ đeo hàng chục cây vàng xuất hiện nơi đông người.
Nhiều ngày nay, du khách đến đền Sông Sơn, phường Bắc Sơn, Thanh Hóa choáng ngợp khi bắt gặp người bán hàng đeo hàng chục vòng và nhẫn được cho là vàng trên cổ và tay. Hành động kỳ lạ của người này thu hút rất nhiều người đến xem. Người ta có của phải giấu đi vì sợ bị kẻ xấu tìm cách chiếm đoạt. Ấy thế mà nhiều năm nay, chị này vừa đeo số tài sản đó vừa bán hàng, đi lại vô tư vẫn không sao, một người dân nói. Người phụ nữ có tên Tình, 41 tuổi, chị là chủ một gian hàng ở khu đền và đã đeo số vàng trên trong nhiều năm qua. Người bán hàng chưa lập gia đình này từ chối trả lời phóng viên nhưng vẫn đồng ý cho chụp ảnh. Số trang sức trên người chị Tình được những người xung quanh khẳng định là vàng thật, khoảng trên 100 cây. Hàng ngày chị vừa đeo trang sức trên người, vừa vô tư đi lại bán hàng cho khách. Câu chuyện chị Tình đeo vàng đã được cộng đồng mạng chia sẻ. Đền Sông Sơn đã được nhà nước công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia. Hàng năm, lễ hội Đền Sông Sơn diễn ra ngày mùng 10 đến 26 tháng 2 âm lịch. Trong đó, ngày 25 là chính hội, đó là ngày Thánh Mẫu Hạ Giới. Sự kiện đã thu hút rất đông người dân tham dự. Số trang sức này là do tôi tích góp từ nhiều năm qua. Tôi đeo cho đẹp chứ không phải để trừ tà như một số người đồn đoán. Chị Tình, người bán đồ lễ ở Đền Sông Sơn khẳng định. Lúc mới đeo, tôi bị nhiều người quở. Có người còn cho rằng tôi gặp vấn đề về thần kinh. Có người còn hù dọa tôi sẽ bị người khác cướp đoạt, chị Tình kể. Một người bán hàng tại đền Sông Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa cho biết, chị Tình buôn bán ở khu vực đền đã hơn 10 năm. Cách đây 5 năm, người dân bắt đầu thấy chị đeo trang sức khi bán hàng cho khách và số lượng ngày càng nhiều hơn. Vì tò mò, nhiều người đã gặng hỏi nhưng đều bị người phụ nữ khoảng 40 tuổi này khước từ trả lời. Căn lều chị Tình bày hàng rộng chừng 5m2, nằm lọt thỏm ngay cạnh lối ra vào đền Sông Sơn. Sạp quán này bán chủ yếu là đồ cúng tế như vàng hương, hoa quả, phục vụ cho khách vào phản cảnh đền. Nhìn sạp quán, nhiều người không thể tin rằng chủ nhân của nó đang sở hữu khối tài sản khổng lồ. Khi được hỏi chuyện liên quan đến số trang sức trên, chị Tình e dè. Tài sản của tôi có thì tôi đeo, số trang sức được người phụ nữ này đeo kín từ hai cánh tay cho đến tất cả các ngón tay, cổ và tay. Cách đây 4 năm, tôi đã thấy chị đeo và số lượng ngày một nhiều. Du khách ai cũng tò mò, nhưng đối với chúng tôi, điều đó chẳng còn lạ lẫm. Bà Tâm, một người dân nói. Những câu chuyện xung quanh người phụ nữ này được người dân theo dệt tam sao thất bản. Khi biết phóng viên có ý định tìm hiểu, có người tỏ ra quả quyết. Chị Tình sợ bị ma ám nên mới đeo nhiều trang sức như vậy. Trước thông tin này, chị Tình thẳng thắn. Số trang sức này là do tôi tích góp từ nhiều năm qua. Tôi đeo cho đẹp chứ chẳng có chuyện để trừ tà ma như một số người đồn đoán. Tôi đeo cả ngày lẫn đêm. Ban đầu do chưa quen nên việc đi lại khá bất tiện, nhưng giờ thì thấy thoải mái. Khi được đề cập độ an toàn khi khoe số tài sản trên hàng ngày, chị Tình chia sẻ. Tôi cũng lo lắm chứ, nhưng chắc trời thương nên chưa bao giờ bị mất cắp. Ông Vũ Văn Xuyên, trưởng ban quản lý khu di tích đền Sông Sơn xác nhận, du khách các tỉnh lân cận, đặc biệt là từ Hà Nội rất thích người bán đồ cúng tế giàu có. Theo những vị khách, mua đồ của người giàu sẽ gặp nhiều may mắn, sung túc cả năm. Đây rất có thể là nguyên nhân dẫn đến hành động kỳ lạ của người phụ nữ này.